lô ghế Lê Vinh Quynh đang may mắc cáo tự nhiên sơn màu nâu, giao nhà phân phối ở Gia Lai. Toàn bộ ghế này gỗ tần bì 1,4, đang may mắc cáo tự nhiên. Anh chị có thể chọn màu sơn, màu vải, bên xưởng sẽ làm theo cầu. Cái này khách yêu cầu. Cái chiều cao của ghế này là 1m15, chiều sâu là 80, chiều ngang là 80. Ghế này mang phong cách của phong cách Đông Dương, Indochine style, thường đi chung với lại ghế sofa Marriott. Đây, quay cận cảnh thêm lần nữa cho anh chị xem nha. Này may mắc cáo tự nhiên, sơn màu lên mây luôn.